anh kia sát mặt quá to, mặt mà lỗ to. Congratulations, hi Taya. Congratulations on your, what is it, 1 month, 100 days? Full moon? One of those things. I don't know what else to say. That's it. That's all I got. Đưa lên YouTube được không anh? Được rồi, đưa con đưa lên YouTube mà. Mình đi chơi là chuẩn bị đầy đủ. Hi anh. Trời ơi em xấu lắm, đừng. My cousin is right. I don't know. Happy birthday? No, not happy birthday. It's not birthday. Your mother. Smile, baby. Cheese.
đấy, mấy mấy. Bây giờ nhiều dâu thì thôi. Ừ. Mẹ phải quát gì? Không lo, tóc nhiều dâu nhiều không lo, nhà còn vi nhà. Đây bạn làm sang hướng này. Chúc cháu mạnh khỏe, mau lớn, chóng lớn, chóng ăn, ăn nhiều, ăn khỏe, ăn như bố, nói như mẹ hết. Đó thôi. Hi. Hi. Hi Tia. Hi. Đâu có sao, mình chỉ có 5 tiếng ở quay rồi, nên như là đi chơi ấy. Mình không có như là ông Vinh à, ông Vinh à. Đã quay mặt cháu hướng quá. Nó đang ngơ ngác. Này, bác Chi, bé con dâu đi. Y như chung. Giống không? Giống phố. Y xì phỏ. Giống phố, đẹp gái. Mà tiền nèo giống như là chưa ra hết. Tiền nèo thì còn cắt ngay ra mà này. Này thôi, nó sẽ rất là khi mập nữa. Đủ hết rồi. Đủ hết rồi, đấy. Con đàn ông lý nhỉ, ngoan nhỉ. Đừng có kiếm chuyện, bé một tí nha. Ô, bé ra đây, bé ra đây, bé ra đây. Bé qua, bé lại, đừng hôn em nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Got swerve. Someone got swerve. Yep. Got it. Get off my shoe. All right, guys. I'm not gonna drop her. You better not. I think she likes you. Okay. Oh! All right. Okay. ก็ไม่ทํามาลงอ่ะเดี๋ยวว่าก่อนหากระตับกันไปอ่ะกลับกันไปอ่ะโอเคโอเคเจ๋งๆนี่ว่าอะไรเหี้ยอาจารย์หมอเพื่อน
kinh hụt. Dạ. Cái gì? Bây giờ anh em mình cứ giải quyết, ba anh em mình giải quyết á, 100%. À, ở đâu? Ở đây. Xin lỗi. Ở đây là... Việt Nam. Việt Nam. Ok, nào. Rồi. Rồi. Cái này đúng rồi, là bó đập bóp không biết. À, ok. Bó đập bóp không biết. Bó đập bóp. Không để lưới được. Rồi bắt tay xong rồi mình về. Ở đây được các anh. Rồi. Út à, chú Út đi. Chú Út đây. Nè. Em không được. Nè chung này em không được. Chưa rõ. Em lo gì hai? Coi như em hứa. Rồi. Coi như là mẹ và sáu của em á là giao cho anh để anh hứa, để anh lo protect sau này có vấn đề nha, em hứa. Anh chú hứa. Chú hứa là chú lo. Đó, lo. Biết chưa? No, I just said it's a dark red, not because of you. I was just trying to say. Ông bố vẫn tỉnh. Tỉnh nhiều lắm. Cổ em nữa hả? Ôi, em cứng này hả? Ôi, trời em này. Ôi nhỏ.
Ôi giời ơi nhờ, Frida nhà Frida nhiều dâu lắm. Đây mình chơi đi. Ôi giời ơi, lơ lơ xịt lại xịt lại. Cẩn thận. Đấy, đây cũng có thể là má chồng tương lai đấy. Oh me, yes, maybe. Nhà con nhà. Yeah. Má chồng tương lai đó. Yeah. Nhà chồng giàu lắm. Ai nấu ăn. Toàn là tiền với kim cương. Tiền kim cương. Babe, I want me say tiền kim cương, she laugh. Ê, hey, bố đi. Bố chồng nè. Tiền kim cương nè. Hả? Nó xấu hổ đấy, xấu hổ. Tiền kim cương. 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 I can't right now. Babe, every time I say it, she laughs. Tiền kim cương. Quế. This is Frida, my daughter-in-law. Ok, nhận đi con. Nhận đi. Nhà có gia thế là phải nhận con. Tiền với kim cương đi con ạ. Oh yeah, I know. Nhiều tiền với nhiều kim cương lắm. Bố bé cho nó ngủ. Rồi. Baby. Bác Minh người sang năm nhớ có baby nhé. Watch. Chào Vinh nha.